Hãy để tôi thôi miên bạn để bạn có thể chữa lành mối quan hệ với người yêu hiện tại của mình. Lưu ý, đây là một phiên thôi miên rất mạnh mẽ, vậy nên nếu bạn đang không ở trong một nơi an toàn và thoải mái, hãy ấn lưu lại video này, thả tim và bình luận một điều gì đó để gợi nhắc bạn quay trở lại sau. Và vì đây là một phiên trải nghiệm, không đại diện cho một phiên đầy đủ, vậy nên nếu bạn cảm thấy cần sự hỗ trợ sâu hơn và muốn tối ưu hóa kết quả, hãy nhắn tin cho tôi để nhận được sự hỗ trợ. Tôi là Hoàng Minh, một chuyên gia thôi miên trị liệu. Trong bất kỳ một mối quan hệ tình yêu nào, dù bạn đang ở trong giai đoạn mới yêu hay đã ở bên nhau một thời gian, luôn luôn có những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy bất ổn, không hài lòng. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những hiểu lầm hay những tổn thương chưa được giải quyết có thể dần tạo ra khoảng cách giữa hai người yêu nhau. Hãy để tôi giúp bạn nhìn sâu vào bên trong, thấu hiểu nguyên nhân thực sự của những cảm xúc tiêu cực trong mối quan hệ này. Qua thôi miên, chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ những cảm xúc bị kìm nén, chữa lành những vết thương và giúp bạn nhận ra giá trị của người yêu bạn đã và đang mang đến cho mình. Điều này không chỉ giúp bạn vượt qua những rào cản mà còn khơi dậy sự gắn kết và tình yêu sâu đậm trong mối quan hệ. Và nếu bạn đã sẵn sàng cho cuộc hành trình này, hãy tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái để ngồi hoặc nằm xuống và bắt đầu. Hãy hít vào một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Khi bạn thở ra, hãy cho phép cơ thể và tâm trí của mình được thả lỏng. Hãy để cho những căng thẳng trong cơ thể bạn dần được tan biến theo từng hơi thở. Hít vào sự bình yên và thở ra những lo lắng và cảm xúc tiêu cực. Bạn càng hít thở sâu, cơ thể bạn càng nhẹ nhàng và trở nên thư giãn hơn. Hãy hình dung bạn đang đứng trước một tấm gương lớn. Nó phản chiếu không chỉ hình ảnh của bạn, mà nó còn phản chiếu cả những cảm xúc sâu thẳm bên trong. Tấm gương này không giống như những chiếc gương thông thường. Nó mang trong mình khả năng hiển thị rõ ràng những cảm xúc mà bạn cố gắng chôn giấu, những nỗi đau, sự thất vọng và cả những niềm vui mà bạn có thể đã bỏ lỡ. Hãy nhìn thẳng vào chiếc gương này và cho phép bản thân mình nhìn thấy những cảm xúc thật sự. Đầu tiên, có lẽ bạn sẽ cảm thấy một chút xa lạ với khuôn mặt quen thuộc của mình, nhưng sâu trong đôi mắt là sự mệt mỏi và đôi khi pha lẫn chút nỗi buồn ẩn sâu. Hãy quan sát kỹ hơn, không chỉ bề ngoài mà còn những lớp sâu hơn trong tâm trí và cảm xúc của bạn. Nó có những gì mà bạn đang thường giấu kín. Bạn có thể cảm thấy sự tức giận, nỗi thất vọng hay cảm giác bị bỏ rơi hiện lên rõ ràng. Từng lớp cảm xúc như những đám mây mờ đang dần tan ra. Hãy để cho bản thân bạn đối diện với một ký ức cụ thể, một cuộc tranh cãi, những lần bất đồng với người yêu. Hãy nhìn lại khoảnh khắc đó trong gương. Bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của ánh mắt của bạn cùng người yêu, đôi môi mím chặt, đôi vai cứng đờ hay sự run rẩy của bàn tay của mình. Hãy để bản thân cảm nhận nỗi đau đó mà không né tránh ngay sau tiếng búng tay này. Và bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương bắt đầu cho bạn thấy những cảm xúc chưa được nói ra. Bạn cũng có thể nhìn thấy bản thân mình trong khoảnh khắc khi bạn đang bị tổn thương, khi những lời chưa nói cứ đọng lại trong lòng. Khi bạn nhìn sâu vào trong tấm gương này, thậm chí bạn có thể nhìn ra nguyên nhân thật sự. Có phải vì một điều mà người yêu bạn đã làm, hay có những điều trong quá khứ khiến bạn cảm thấy không an toàn, sợ hãi hay tức giận? Trong tấm gương này, bạn không chỉ nhìn thấy hiện tại mà còn có thể nhìn thấy cả những dấu vết của quá khứ, những vết sẹo tinh thần mà có lẽ bạn chưa từng đối diện. Có thể đó là những lần bị bỏ rơi, bị hiểu lầm hay những sự sợ hãi mất đi người yêu. Những cảm xúc đó có thể đã tích tụ trong bạn từ lâu mà bạn chưa nhận ra. Khi bạn nhìn sâu hơn, hãy để cho bản thân nhận thức rằng những cảm xúc tiêu cực này không còn cần thiết nữa. Tấm gương đang cho bạn thấy rằng đã đến lúc để chúng có thể tan biến. Bạn không cần giữ lại sự tức giận hay nỗi đau này nữa. Hãy tưởng tượng những cảm xúc tiêu cực đang từ từ biến mất khỏi hình ảnh phản chiếu, những vệt khói mờ nhạt đang bị gió cuốn đi. Hãy cảm nhận trái tim của bạn nhẹ hơn khi những gánh nặng đó đang dần được giải phóng. Tấm gương này đang phản chiếu một phiên bản của bạn tràn đầy sự bình an và hiểu biết. Bạn có thể nhìn thấy tình yêu thương, sự kết nối đã từng có giữa bạn và người yêu mình. Nhưng lần này không còn sự giận dữ, không có những vết thương chưa lành. Bạn đang sẵn sàng để chữa lành, để vượt qua những rào cản mà bạn và người yêu đã xây dựng từ những hiểu lầm và tổn thương trước đây. Tấm gương này dần trở thành một biểu tượng sự đổi mới, một phiên bản mạnh mẽ hơn của bạn. Hãy sẵn sàng mở lòng và đón nhận sự hàn gắn trong một quan hệ này.
Ngay bây giờ hãy hỏi bản thân bạn, điều gì đã thực sự khiến bạn buồn? Là do lời nói, hành động của đối phương, hay những kỳ vọng mà mình chưa nói ra? Hãy cho phép bản thân mình nhìn thấy lý do sâu xa ẩn giấu sau những cảm xúc đó. Hay đó thể hiện sự tổn thương từ trong quá khứ, hoặc những nỗi sợ mất mát khiến cho bạn hành động như vậy. Hãy đối diện với những cảm xúc này mà không chạy trốn. Chúng ta đang ở đây để chữa lành. Hãy hình dung rằng những cảm xúc tiêu cực đó đang dần tan biến, như những làn khói mờ nhạt bay lên và biến mất trong không khí. Bạn không cần phải giữ lại những cơn giận, những sự oán trách nữa. Hãy giải phóng chúng để trái tim của bạn trở nên nhẹ nhàng và bình an hơn. Giờ đây, khi những cảm xúc tiêu cực đã được giải phóng, tôi muốn bạn hãy tập trung vào những điều tốt đẹp mà người yêu bạn đã mang lại trong cuộc sống của bạn. Hãy nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên mà hai bạn gặp nhau, cảm giác hồi hộp và hạnh phúc khi tình yêu mới nảy nở. Hãy nhìn thấy nụ cười của họ và cảm nhận sự an toàn và yêu thương họ mang đến cho bạn. Dù có những lúc khó khăn, nhưng tình yêu của họ dành cho bạn vẫn ở đó. Và chính tình yêu đó là nền tảng của sự kết nối giữa hai bạn. Ngay bây giờ, hãy hình dung rằng hai bạn đang nắm tay nhau, cùng nhau đối diện mọi khó khăn và thử thách trong mối quan hệ. Không còn sự tức giận hay bất mãn, chỉ còn lại sự cảm thông và sẵn sàng lắng nghe. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang chia sẻ với họ những điều trong lòng của mình, không phải để đổ lỗi, mà để thấu hiểu và hàn gắn. Hãy tưởng tượng người yêu của bạn cũng đang lắng nghe bạn một cách chân thành, và họ cũng đang giải phóng những cảm xúc tiêu cực của họ. Bạn có thể nhìn thấy ánh mắt của họ trở nên dịu dàng hơn, trái tim của họ cởi mở hơn với bạn. Hai bạn đang học cách tha thứ cho nhau, vượt qua những rào cản và cùng nhau xây dựng một tình yêu mới mạnh mẽ hơn. Hãy để cho bản thân bạn cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng mà hai bạn dành cho nhau. Tình yêu đó không phải cảm xúc nhất thời, mà là sự gắn kết bền chặt, là sự thấu hiểu và biết ơn vì sự hiện diện của nhau trong cuộc đời. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy tưởng tượng bạn đang dần dần quay trở về đây, quay trở về hiện tại, mang theo sự bình an, sự tha thứ và tình yêu mà bạn vừa tìm thấy trong trái tim của mình. Bạn đã bước một bước quan trọng trong hành trình chữa lành mối quan hệ của bạn, và từ đây mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Ngay bây giờ hãy từ từ mở mắt ra, cảm nhận sự nhẹ nhõm trong cơ thể và tâm trí. Bạn đã sẵn sàng đối mặt với mối quan hệ của mình một cách mới mẻ, với trái tim đầy yêu thương và niềm tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Hãy bình luận xuống bên dưới trải nghiệm cảm xúc của bạn ngay bây giờ, và tôi tin rằng bạn sẽ chữa lành được tình yêu của mình. Nếu bạn muốn giải quyết các vấn đề về tâm lý, giấc ngủ hay căng thẳng tinh thần, hoặc bạn muốn khám phá sâu về tiềm thức của mình, dịch vụ thôi miên hồi quy về trị liệu của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Hãy nhắn tin cho chúng tôi ngay để nhận tư vấn miễn phí và bắt đầu hành trình chữa lành của bạn ngay từ ngày hôm nay.